Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video của DC nhé Hôm nay thì mình sẽ review mọi người một chiếc máy bơm mỡ khí lén Những cái tiệm mà rửa xe tải thì cái máy bơm mỡ là một cái thiết bị rất quan trọng cho một cái tiệm rửa xe tải Thì để mọi người lựa chọn được cái máy bơm mỡ như nào cho nó phù hợp nhất với trung tâm của mình Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Với cái khí hậu ở Việt Nam nó sẽ nóng ẩm Thường thì nóng quá rất dễ bị khô mỡ hoặc lạnh quá nó rất dễ bị khô mỡ đó và nhiều khi cái mỡ mọi người sử dụng phải đúng cái số mỡ, ví dụ như dòng mỡ số 3, dỡ số 2, mỡ số 1 thì cái phần mỡ nó sẽ đặt vào độ loãng khác nhau. Bơm mỡ thì mọi người phải lựa chọn là a à, mình lựa chọn dòng mỡ số mấy để cho nó phù hợp đối với cái dòng bơm mỡ của mình. Chiếc máy bơm mỡ Masada này là một cái dòng máy mà cực kỳ là đa năng cho anh em trong công việc bơm mỡ, nó là dòng model là MD55. Thì cùng mình kiểm tra qua cái thông số của em này trước nhé Em này thì sử dụng khí lén nhá, mọi người cấp trực tiếp khí lén vào đây để mọi người sử dụng. Đó, cấp trực tiếp khí lén vào đây và mình đã điều chỉnh cái lượng cân nó đã theo mặc định rồi, mọi người không cần phải điều chỉnh gì hết. Tiếp tục đến là phụ kiện theo máy bao gồm một dây này, 5 m và một súng bơm mỡ. Cái súng này thì nó chỉ có súng không thôi nhá, còn anh em muốn làm thì tùy theo anh em làm dòng xe nào anh em sẽ tự mua vú mỡ để phù hợp với cái dòng anh em mình làm nhá. Đó, theo máy sẽ có hai bánh xe sau này để mình đẩy nhá, mình đẩy di chuyển nó sẽ thuận tiện hơn. Trên nó sẽ là đầu đầu lén đầu bít tông đó cắm hơi ở đây và đầu bên này đầu chênh áp nhá khi một người muốn cho mỡ vào nhá thì mọi người chỉ cần mở mình cái văn khóa ra này mở văn khóa ra mọi người nhấc trực tiếp lên đây cái trong này là cái hay này anh em này đây là phần piston tông này cái này là phần hay nhất nhá thường thì nó sẽ có dòng có cái phần ép mỡ như này có những phần không ép mỡ thì khi mà người sử dụng những dòng không ép mỡ mà mọi người sử dụng mỡ đặc thì khi anh em bơm mỡ mỡ nó sẽ hút trực tiếp vào piston tông này nó sẽ cái phần trong bình này anh em nhìn trong bình này trong bình này nhá mọi người để mỡ trong này mọi người hút trực tiếp phần piston tông này vào nó sẽ bị lỏng nó sẽ bị thụt mỡ ở đây thì mỡ nó không ép xuống được thì nó sẽ bị e e mà khi mà người bật máy lên mỡ không ra được khi mà người bật máy không được mọi người cố sử dụng nó sẽ bị vỡ toàn bộ hệ thống piston tông ở đây đó thì cái máy M55 này có một cái hay là nó ép mỡ thì mọi người sử dụng mỡ nào cũng được nó tự nó ép xuống mỡ nó hết bao nhiêu nó tự ép xuống bao nhiêu cái lò xo tự nó lén này. nó lén nó ép thì cái máy này rất là hiệu quả cho anh em thì đấy là mình vừa giới thiệu anh em toàn bộ cái dòng máy bơm mỡ đó, Masada MD55 thì mọi người đang có nhu cầu muốn sử dụng dòng mỡ này thì cứ gọi để trực tiếp cho mình để mình tư vấn cho anh em cái dòng này nó rất là, phù hợp ở thị trường Việt Nam một cái là gì đa số những điểm bơm mỡ ấy, thì đa số anh em sẽ lựa chọn cái dòng mà tầm 15 cân như này nó rất là phù hợp cho anh em sử dụng không để mỡ trong nó quá lâu để lâu cũng không tốt đâu anh em ạ đó thì anh em nên được chọn cái dòng nó vừa tầm thôi và giá, giá tiền nó phù hợp cho anh em để em sử dụng đó là cái dòng máy bơm mỡ Masada MD55 nhé thì mình vừa giới thiệu với anh em đó nó sẽ ép nhé mỡ của mình hết thì nó sẽ ấn sâu xuống còn mỡ nó đủ nó sẽ tự đẩy lên thì lúc nào cái máy này nó cũng rất là an toàn cho em khi em sử dụng nhé